Xin chào cả nhà mình. Hãy cùng gia đình thọ Angie vui cùng những động tác thể dục, thể thao đơn giản để cùng tăng cường sức đề kháng. Và ai cũng có thể tập ở nhà nào. Hãy cùng Body Key Challenge giúp tăng cơ, giãn mỡ. Và đầu tiên là tập back squat giúp giãn cơ hông, đùi, mông. Do the things you do before. They say, move for me, move.